Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Anh Thư TV và mình là Anh Thư TV đây. Lâu lắm rồi bọn mình không nói chuyện với nhau, hôm nay mình mới có dịp để quay. Và nếu các bạn biết ở đằng sau mình có gì, chính là một dãy quần áo. Và nó từ đâu ra? Chính là từ sở may năm thành của bố mình đã sản xuất ra tất cả các bộ quần áo ở trên đây, giống như là một cửa hàng nhỏ trưng bày rất là nhiều món quần áo, từ áo nè, quần nè, từ váy luôn. Và mình muốn giới thiệu cho các bạn một mẫu áo, chính là áo loan. Và đây chính là mẫu đầu tiên ra. Hồng nè, có in chữ này, ở mặt đằng sau nó cũng có chữ này nha. Các bạn thấy đẹp không? Cái áo này thì tầm từ 40 tới 60 cân thì mặc vừa, mà phải cao mét 6 cơ. Quá là đẹp nha. Mình rất muốn mặc cái áo này nhưng mà tại vì mình còn bé thì mình không mặc được. Thôi chúng ta cùng chạy sang cái khác nhé. Tiếp theo là một màu hồng, cái này là cực hồng đây, thêm một chút màu tím, không tím chỗ này. Và nó có chữ ở đằng trước chứ đằng sau nó trống trơn đây. Đó, quá đẹp. Ước gì mình có thể mặc một cái áo này. Mình rất là thích màu hồng nhưng mà mình lại quá nhỏ, còn rất là nhiều loại áo cơ. Tiếp theo là sao màu, màu này mấy bạn trai mặc được đây, màu xanh nè, nó không có chữ à, mà đằng sau nó cũng không có chữ được, nó chỉ chấm chân thôi. Và nó cái áo này rất là đẹp, nó nổi. Và tiếp theo sang một màu cực kỳ đen tối. Đúng các bạn biết không? Tết đen. Màu đen, đen trắng. Đó. Phòng nó cực kỳ to. Rồi chặt bát rồi này. À mà chỉ có hai màu là các bạn trai mặc được. Và đây sẽ là màu này. Đây đây mà đằng sau của nó nè, không có chữ luôn. Và mà đằng trước của nó đây cũng có chữ luôn nè các bạn. Thấy đó, cực kỳ rõ nét luôn. Cái áo này thì rất là phồng to, đường may không ạ? Áo này thì chất rất là mát, mình sợ còn thấy mát nữa, mát hơn cả cái áo mình đang mặc luôn. Chỉ có mỗi cái áo này mình mặc vừa, còn lại chẳng có gì mình mặc vừa hết. Đó, cực kỳ là to rộng, người tầm 60 kg, nhưng mà phải cao mét 6, không mét 7 gì đó thì có, cũng có mặt vừa ấy. Mình quá là dài đây. Và còn rất là nhiều mẫu áo khác để trưng bày cho nên, nhưng mà hôm nay mình chỉ quay mỗi mẫu đấy thôi, là sau mình sẽ quay hết từ đầu tới cuối chỗ này luôn. Nhưng mà phải có gì thì mình mới quay được. Mà video của mình đến đây kết thúc rồi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha.